Đây là một bộ phim kể về một câu chuyện nằm trong một câu chuyện nằm trong một câu chuyện khác, kể về một khách sạn mà tác giả đi qua được đúng một lần, The Grand Budapest Hotel. Ở thời hiện đại, tại một nghĩa trang nào đó, có một người phụ nữ trẻ đến thăm đài tưởng niệm của một nhà văn nổi tiếng. Cô không mang theo cái gì ngoài cuốn hồi ký của nhà văn nọ. Dù chỉ là một cuốn sách bình thường, không hơn không kém, nhưng cuốn hồi ký truyền cảm y như có khả năng quay ngược thời gian, đưa cô về lúc mà ông tác giả còn sống, nghe ông già kể chuyện về một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của đời ông khi mà ông đến ghé thăm khách sạn Grand Budapest vào năm 1968. Một khách sạn từng có quá khứ huy hoàng, tọa lạc trên một vách núi cao ở Cộng hòa Dubrovka khi xưa. Khi tác giả đến thăm, con tàu leo dốc từ sườn núi lên khách sạn đã cũ, những bức tường đã ngả màu, việc quốc hữu hóa, cha chung không ai khóc đã làm khách sạn mất đi cái vẻ huy hoàng ngày xưa. Thật tình cờ là tác giả trẻ lại có cơ hội gặp gỡ Zero Mustafa, ông chủ khách sạn, chưa kể còn được ăn tối cùng ông già và nghe ông kể chuyện về cách mà một người nhập cư như ông lại trở thành chủ của một khách sạn như thế này. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1932, khi mà Zero trẻ mới đến khách sạn lần đầu, xin vào làm chạy vặt ở tiền sảnh khách sạn, không kinh nghiệm, không học vấn, không gia đình, cơ mà được cái nhiệt tình, nên là được người giữ cửa kiêm quản lý khách sạn, ngài Gustav, tạm ưng, nhận làm đệ tử. Ngài Gustav là một quý ông kỳ lạ, nghiêm túc trong công việc, lúc nào cũng nồng nàn nước hoa, và nhất là có thói quen chơi đồ cổ, những món đồ cổ già, giàu, cô đơn, và đặc biệt là tóc vàng hoe, và có vẻ là các bà cũng ưng, nên phần lớn trở lại đây là vì ông. Một trong những khách hàng thân thiết nhất của khách sạn là quý bà Celine Villeneuve de Scoffontaxis. Mỏi mồm quá, thì cứ gọi là quý bà D đi. Bà cứ đến là sẽ được ngài Gustav ưu tiên. Có một điều kỳ lạ nữa về khách sạn này là không ai biết chủ nhân khách sạn là ai, vì tất cả mọi thông tin thư từ đều được truyền đạt qua người đại diện là luật sư Kovacs. Cũng trong khoảng thời gian này, Zero đã quen với người vợ quá cố của mình, Agatha, một thợ làm bánh khéo tay, cơ mà cái đó là chuyện sau này. Một buổi sáng đẹp trời nọ, khi mà Zero đang đi mang báo về khách sạn, cậu đọc được cái gì đó trên trang nhất và hớt hải chạy đi tìm ngài Gustav. Chiến tranh sắp nổ ra và tàn phá cả đất nước là chuyện nhỏ, còn việc quý bà D bị sát hại là chuyện to. Hai thầy trò tất tà tất tưởi, dọn đồ và bắt tàu, đến viếng người khách hàng thân thiết. Trên đường đến viếng bà cụ, họ bị lính tráng hỏi thăm, kiểm tra hành chính. Gustav thì có giấy đàng hoàng, cơ mà Zero là dân tị nạn nên không có. Cậu bé suýt bị bắt đi, khiến ngài Gustav phản ứng, làm cả thầy lẫn trò bị áp chế. May mà có chỉ huy Albert, một người quen của khách sạn, giải cứu cho hai người. Họ đến được dinh thự của quý bà D thì vừa đúng lúc ông Kovacs đọc di chúc ngoài toàn bộ gia sản để lại cho thằng con trai Dimitri và những món quà đắt giá cho họ hàng. Quý bà D còn để lại bức tranh VIP nhất, cậu bé cầm táo, cho ngài Gustav. Dimitri không chịu, quay ra chửi rồi đấm ngài Gustav. Zero đấm Dimitri. Jobling, tay sai của Dimitri thì quay sang đấm Zero. Sau khi đấm nhau xong, ngài Gustav phẫn nộ rời đi. Cơ mà trước khi đi, họ đến xem bức tranh lần cuối, rồi vì đằng nào nó cũng là của ông, thế là Zero và Gustav lấy về luôn, chám chỗ trống bằng bức tranh cô gái cào nghêu, rồi ba chân bốn cẳng đi về. Trên chuyến tàu về nhà, Gustav bảo Zero cắt máu ăn thề, hai thầy trò sẽ giúp nhau bắn phứt bức tranh, và ghét lâu trước khi lũ quý tộc kia đến đòi. Rồi sau này, Zero sẽ thừa kế mọi thứ từ ông, tất nhiên là ngoài tiền tranh ra cũng chỉ có vài món đồ lặt vặt, tủ sách toàn thơ tình cho người già, và vài chiếc quần âu từ 360 boutique. Nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopimo nay đang có chương trình khuyến mãi giảm giá sâu, chỉ còn 179k khi áp mã cho một chiếc quần âu xịn VL này. Với kiểu dáng trẻ trung gọn gàng, phong cách tối giản, ống quần trên mắt cá, chiếc quần âu này là món đồ quá tiện lợi để phối đồ, phù hợp với nhiều kiểu áo lẫn giày, phù hợp với nhiều dịp khác nhau như đi chơi, đi làm, đi học. Đã thế quần âu lại còn được chăm chút tỉ mỉ, không nhăn, không chỉ thừa, chất vải mềm mịn để bạn thoải mái mua về mặc luôn, thoải mái tiện lợi. Vậy mà giá lại chỉ có 179k khi áp mã trên màn hình. Đây là một khoản đầu tư không thể nào mà hời hơn, kể cả với tiêu chuẩn khách sạn Grand Budapest. Zero nghe thế thì cũng ưng ưng. Về đến nơi, họ giấu bức tranh trong két sắt khách sạn, cơ mà chưa kịp bán thì cảnh sát đã đến hỏi ngài Gustav, cho rằng ông là nghi phạm số 1 đã sát hại quý bà D. Một tuần sau, Zero đến thăm ngài Gustav trong tù, biết được rằng người thân bà D đã buộc tội ông. Cơ mà nhân chứng duy nhất là quản gia Serge, cũng là người khai đã thấy ông, thì hiện tại đang không rõ tung tích. Tất nhiên là Gustav có bằng chứng ngoại phạm, cơ mà bằng chứng đấy có chồng là công tước. Bây giờ mà lôi cụ bà ra trước tòa thì lại đổ vỡ hôn nhân nhà người ta. Nên là Gustav đành ngậm đắng nuốt cay, ở trong tù mà chịu đựng. May mà có bánh của Mendo, nơi mà bạn gái của Zero làm việc, gửi vào, giúp ông quên đi sự khó nhọc của nơi tù đầy. Chưa kể, ông còn kết thân với bạn tù và cùng nhau bàn kế hoạch vượt ngục. Ông nhờ Zero nhờ bạn gái lén gửi cuốc xẻng qua từng hộp bánh. Cai ngục coi mỗi chiếc bánh của Mendo là một tác phẩm nên tiếc rẻ không kiểm tra, tạo cơ hội cho Gustav và những người bạn đào hố vượt ngục. Cùng lúc đó, Joplin đi truy lùng và ám sát ông Kovacs theo lệnh của Dimitri, vì ông này không chịu hợp tác để hắn được hưởng toàn bộ tài sản, bao gồm bức tranh chú bé cầm táo.
Không có ông Kovacs, cũng chẳng có ngài Gustav, không biết là Grand Budapest sẽ đi về đâu. Cơ mà đừng lo, ngài Gustav sắp trở lại. Bằng một đường hầm thông xuống ống khí, treo qua vực, xuống phòng giặt là, xuyên qua phòng lính gác. Whoops. Rồi ra ngoài bằng đường cống ngầm, nơi mà Zero chờ sẵn. Ông trách Zero hơi nặng lời vì không mang nước hoa cho ông. Nhưng sau khi biết được Zero đến đây vì quê nhà cậu đã tan hoang, mất hết gia đình người thân vì chiến tranh, thì ông chân thành xin lỗi cậu. Hai thầy trò rời đi, tìm cách chứng minh Gustav vô tội. Cực chẳng đã, Gustav đành tiết lộ bí mật. Ông là thành viên của một hội bằng hữu cổ xưa, Thiên Địa Hội, hội chéo chìa, tập hợp người giữ cửa của tất cả các khách sạn hạng sang ở châu Âu. Gustav gọi cho ngài Ivan, Ivan gọi cho ngài George, George gọi cho ngài Dino, Dino gọi cho ngài Robin, và Robin gọi cho ngài Martin. Martin lại đi gọi điện tiếp. Sau một hồi chờ đợi, ngài Ivan đến đón Gustav và Zero. Trên xe, ngài Ivan báo rằng hội chéo chìa đã tìm được Serge và sẽ đưa hai người đến gặp thằng trả. Ivan không quên mang cho Gustav đúng mùi nước hoa mà ông thích nhất, làm dịu đi cái mùi cống rãnh từ cuộc vật ngục. Họ chui rúc trên một con tàu chở hàng, tâm sự đêm khuya, chờ tàu về ga. Đúng lúc đó, ở dinh thự nhà taxi, Dimitri đã phát hiện ra sự mất tích của chú bé cầm táo. Phẫn nộ, xài Joplin đi giết chị gái của Serge, rồi truy bằng được vị trí của ông ta, đúng cái địa điểm mà hai thầy trò Gustav đang tới. Nhắc đến Gustav, ông đã lên một đỉnh núi, được các thầy tu dẫn vào tu viện, nơi mà Serge đang ẩn náu. Ông ta xin lỗi Gustav và tiết lộ rằng quý bà D còn để lại một bản di chúc thứ hai, chỉ dùng trong trường hợp cái chết của bà là do bị ám sát. Ông nói đến đây thì bị Joplin siết cổ chết. Hai thầy trò truy đuổi Joplin, dùng xe trượt phi băng băng xuống núi. Mỗi tội vì xe không phanh, nên khi Joplin dừng lại thì hai thầy trò tông vào cuối đường, văng mỗi thằng một bên. Zero vùi đầu dưới tuyết, còn Gustav bây giờ vắt vẻo trên vách núi. Joplin định hạ sát Gustav, nhưng đáng tiếc là Zero đã đẩy lão xuống núi trước. Cơ mà họ không còn thời gian nữa, vì chỉ huy Albert đã tìm đến nơi. Họ chạy trở về khách sạn Grand Budapest. Cơ mà đáng tiếc là khách sạn một thời hoàng kim, giờ đã thành nơi nghỉ dưỡng cho quân phát xít. Agatha cũng đang ở khách sạn, lấy cớ giao bánh để đi lấy bức tranh cho Zero. Cô bắt gặp Dimitri, bị hắn truy đuổi. Họ va phải hai thầy trò, một cuộc đấu súng hỗn loạn xảy ra. Agatha chạy trốn cùng Zero thành công, và họ phát hiện ra đằng sau bức tranh là bản chúc thư thứ hai của quý bà D, được ông Serge sao lại trong trường hợp bất chắc. Theo bản chúc thư thứ hai, trong trường hợp bà D bị chết do ám sát, toàn bộ tài sản của bà sẽ thuộc về ngài Gustav, tất nhiên là bao gồm cả khách sạn Grand Budapest. Vừa đúng lúc ngài Gustav được minh oan, ông trở nên vô cùng giàu có, trở thành khách quen của Grand Budapest, vẫn giữ thói quen chơi đồ cổ như xưa, và tất nhiên là bổ nhiệm Zero làm người giữ cửa kiêm quản lý như mình ngày trước. Zero và Agatha kết hôn, còn Dimitri thì biến mất một cách khó hiểu, chắc là không liên quan gì đến cái hội chéo chìa đâu. Thề, tưởng như những ngày tháng yên bình sẽ kéo dài mãi, cơ mà sau chiến tranh, trên một chuyến tàu qua biên giới, ngài Gustav và Zero lại bị lính hỏi thăm. Zero vẫn chưa làm được giấy tờ tùy thân, bị lính lác bắt đi, y như đầu phim. Ngài Gustav lại phản đối để bảo vệ học trò, nhưng bị lính lôi ra ngoài bắn chết. Sau sự việc đó 2 năm, đến Agatha và con trai đầu lòng của Zero cũng chết trong đại dịch cúm, bỏ Zero lại một mình. Zero được thừa kế toàn bộ gia sản của ngài Gustav, thề sẽ giúp khách sạn đứng vững, y như khi mà thầy mình còn sống. Nhưng một người chẳng thể chống lại sự bào mòn của thời gian hay là những thiếu sót của thời quan liêu bao cấp, khiến Zero phải đóng góp sản nghiệp của mình cho chính phủ, chỉ để giữ cho khách sạn Grand Budapest không phá sản. Nhưng tại sao Zero, hay bây giờ đúng hơn là ngài Mustafa, lại cố sống cố chết với cái khách sạn này như thế? Có phải là vì ngài Gustav và cái thế giới văn minh mà ngài yêu quý? Thật bất ngờ là không, ông giữ khách sạn này lại là cho chính mình và cho Agatha, cùng với những tháng ngày ngắn ngủi mà tươi đẹp mà họ ở bên nhau. Thế giới văn minh và xa hoa mà Gustav hướng về đã biến mất từ lâu, trước cả khi Zero tới. Cho dù ngài Gustav có lưu giữ những dự ảnh đó tốt đến đâu, ngài Mustafa và tác giả trẻ trao đổi lời cuối trước khi tác giả trẻ rời đi, chuẩn bị đến Nam Mỹ. Mấy chục năm không có cơ hội trở lại Dubrovka, chứ đừng nói đến khách sạn Grand Budapest. Tác giả viết những dòng hồi ký cuối cùng trên ghế sofa khi chơi cùng cháu trai, và giờ thì những dòng hồi ký ấy, những dòng chữ chất chứa cuộc đời ông và cả một phần cuộc đời của ngài Gustav, của Zero, của Agatha, của Grand Budapest đang nằm gọn trong bàn tay của những độc giả trẻ tuổi, người sẽ lưu giữ để những câu chuyện ấy sống mãi với thời gian.